nhất này. Thì nó là khoảng 2 mét. Bác đứng người đô cầm 2 mét 2 đấy. Nhưng mà hôm qua là nước có đầy. Qua là nước đầy. Qua vừa mưa xong. Chỗ này chắc là tầm 2 mét 2 nha. Hôm qua nó ngập đây này. Hôm qua tại sao hôm buổi trưa là nó mưa chặt. Góc đây sâu rồi. Thương bố thương